Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kinh Thuyền ạ. Vâng, là em giới thiệu các bác một mẫu xe Nhật bãi núi Gunner mang từ thương hiệu của Canada. Xe có tổng thể tông màu đen. Vâng, nước sơn còn vẫn còn rất là đẹp. Tổng thể cái xe bán trên tầm 85%. Thương hiệu núi Gunner thì không còn gì sao lạ, những các bác đặt xe dòng Nhật bãi rồi mang thương hiệu của Canada, biểu tượng của dòng chiếc lá. Đấy. Xe được sử dụng hợp kim nhôm AL6061, hợp kim aluminum siêu nhẹ. Xe mới về đâm ma là em vẫn còn bụi trên xe, em chưa thể lau chùi cho bác nhé. Xe đến từ thương hiệu Canada, cốt nhiên cũng của chính hãng Louis Gunner. Đây, xe cội vẫn còn nguyên bản trong xe luôn, cổ phốt và ghi đông chính hãng, tay lắm cao su cầm rất là êm và chắc tay. Xe được trang bị với 8 tầng díp phanh Vtecho. Em chưa thời gian lau chùi đâu, xe về mới về đâm ma là cũng còn nguyên bụi bặm. Đằng trước thì có biểu hiện là biểu tượng của nhôm nhá, biểu tượng của dòng núi Gunner, hợp kim nhôm, logo nổi, phanh Vtecho, vành chính hãng nguyên bản theo xe, lốp vẫn còn theo xe nhá, lốp vàng. Nó hơi cũ một chút nhưng mà em vẫn để nguyên chưa thay, để nguyên bản trong xe. Còn Nhật bãi thì không tránh được những cái vết xước nhỏ rồi. Nếu mà bác đi dòng xe Nhật bãi thì không còn gì xa lạ với dòng Louis Gunner nữa rồi. Đùi FSA. Đây, đây là website chính hãng của thương hiệu xe. Các bác có thể lên trên mạng tham khảo thêm. Bộ đề Shimano Antut 8 tầng lip, 3 đĩa cho bộ tổng xe 24 tốc độ. Xe nguyên bản, em xe về đâm chưa thay thế một tí gì cả, để nguyên theo xe. Xe nó lốp nó hơi cũ tí nhưng mà nguyên bản theo theo xe, lốp vàng, những điểm nhấn trắng là may ơ và cặp bánh màu trắng, nổi bật trên tông hình khung xe màu đen. Tất cả là đồ đạc nguyên cơ bản cho xe. Xe mới giá tổng thể trên 85%. Hiệu Louis Gunner, thương hiệu Canada. Size S, tức là cho bác cao từ 1m6 tới 1m7. Và cái này giá tổng thể cho xe hiệu Louis Gunner Nhật bãi, thương hiệu của Canada. Giá bên cửa hàng em có giá là 7 triệu, bao ship toàn quốc và bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm Kinh Xe Đạp, nhấn đăng ký theo dõi kênh. Và em cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác trong ngày mai.